Ngân dành chọn ngày sinh nhật của mình cho điều đặc biệt và ý nghĩa này. Mới đây trong một dự án ý nghĩa về trẻ em, dàn nghệ sĩ chương trình Running Man Việt Nam đã có dịp mang đến bất ngờ cho các em nhỏ. MV mở đầu bằng câu chuyện về chuyến đi dã ngoạn của cả lớp cùng cô giáo. Tại đây câu chuyện về hai bạn nhỏ khiến mọi người đặc biệt chú ý. Cậu bé ngay từ khi xuất hiện đã mang dáng vẻ rụt rè khép kín. Khi các bạn đang chơi nô đùa vô tư, cậu bé thường tư lự và theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Chỉ tới khi hai nghệ sĩ Trường Giang và Thúy Ngân xuất hiện, bí mật mới được hé lộ. Không chỉ hai nghệ sĩ, cả cô giáo và các bạn trong lớp đều không thể kìm nước mắt khi nhìn thấy bức tranh vẽ hai mẹ con của cậu bé. Hóa ra cậu bé là trẻ mồ côi có mẹ mất vì đại dịch Covid-19. Rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào hạnh phúc của hai mẹ con chợt ùa về và cậu bé đã vẽ bức tranh thể hiện mơ ước được ở bên mẹ. Sau giây phút bồi hồi, Trường Giang và Thúy Ngân đã tới trao quà, trao yêu thương cho cậu bé và các em nhỏ. Lớp học bỗng chốc rộn rã tiếng cười khi được gặp gỡ hai nghệ sĩ mà các em vốn yêu mến ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, các em nhỏ còn nhận được trái tim gửi gắm nơi xa từ các nghệ sĩ Ninh Dương Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Trương Thế Vinh, Liên Bình Phát. Câu chuyện kết lại bằng cảnh các bạn nhỏ quây quần bên nhau cùng xem chương trình yêu thích Running Man Việt Nam. Thúy Ngân cũng là nghệ sĩ tham gia khá nhiều hoạt động thiện nguyện. Mới đây Thúy Ngân lại dành chọn ngày sinh nhật để đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ tại Viện Thiên Thần, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó Thúy Ngân đã có những chia sẻ về ngày sinh nhật đặc biệt tuổi 32 của cô. Nữ diễn viên cho biết năm nay cô đón sinh nhật cùng các em nhỏ ở Viện Thiên Thần tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã dành chọn một ngày để gặp gỡ và trao quà các em nhỏ. Buổi đi ý nghĩa và có sự tham gia của người em thân thiết Quang Trung và nhóm người hâm mộ của Thúy Ngân. Hình ảnh của Thúy Ngân trở nên gần gũi và giản dị hơn bao giờ hết. Cô dành nhiều thời gian để tham gia vào hầu hết các khâu chuẩn bị, khoảnh khắc nắm tay, hỏi thăm, dặn dò từng em nhỏ của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả xúc động. Thúy Ngân nhiều cảm xúc, đây là bữa tiệc sinh nhật chẳng thể quên, một bữa tiệc nhiều tiếng cười nhất, nhiều ánh mắt rực rỡ nhất, nhiều cái siết tay ấm áp nhất. Xem lại clip và nhớ về ngày của mình. Ngày của mình bắt đầu từ mong muốn bé nhỏ năm nay sẽ không phải những bữa tiệc sinh nhật mà lúc nào mình cũng là nhân vật chính, được mọi người tặng quà, tặng hoa. Năm nay thì ngược lại, ngày của mình bắt đầu từ khoảnh khắc mình được dịp gặp các em bé tại Viện Thiên Thần quận 9, được nghe các em ca, nhìn các em đùa giỡn, thấy các em háo hức tò mò, nay có gì thế nhỉ. Ngày của mình bắt đầu khi giai điệu mừng sinh nhật quen thuộc hát lên, năm nay nhiều người hát cùng mình hơn và năm nay có cả 6 bạn nhỏ thổi bánh sinh nhật chung với mình. Mình nhớ lúc đó thấy mình như sắp khóc. Thúy Ngân tâm sự, cô cũng gửi lời cảm ơn đến ekip và nhóm người hâm mộ đã cùng Thúy Ngân trao quà cho các em nhỏ ở Viện Thiên Thần. Cảm ơn tất cả mọi người đã làm nên ngày của mình năm nay. Ngân chắc sẽ phải đi xem lại clip này vì hiện tại còn rất nhiều cảm xúc. Các nghệ sĩ Running Man Việt Nam rất xúc động trước những câu chuyện của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi vì Covid-19, trẻ em gặp khó khăn về tài chính, trẻ em cần hỗ trợ về tâm lý hoặc có nhu cầu được giáo dục đặc biệt, trẻ em bị bạo hành. Mong rằng trong tương lai, tất cả các em nhỏ sẽ được bình an, hạnh phúc.